Đám đông to tiếng lắm miệng. To tiếng lắm miệng hay mồm loa mép dài đều nói lên hoạt cảnh ồn ào, inh ỏi, hung hăng, thiếu văn hóa, với nội dung câu chuyện tạm vào, bá láp thị phi, bôi bác thiếu sự thật, không mang tính nhân văn. Hoạt cảnh đó gắn liền với đám đông là thực thể hỗn độn và tụ tán bất thường. Đám đông là chỗ nhiều người nói, cũng là chỗ người ta được nói nhiều mà không sợ trách nhiệm về những gì mình nói. Phần lớn những đau khổ con người gây cho nhau đều đi qua đám đông. Qua đám đông, người ta tung tin vịt để khích bác, bôi nhọ danh dự, đập bể nồi cơm, đạp đổ chỗ ngồi trong xã hội của nhau. Nhờ trung gian đám đông, người ta xỉ vả, lên án, đàn áp, chấn lột nhau. Bằng bàn tay đám đông, người ta ném đá nhau đến bể đầu vỡ chán, đóng đinh nhau đến chết trần trụi ô nhục. Hòa hợp với đám đông, người ta trở thành sức mạnh tiêu diệt nhau. Đáng ngại hơn, qua miệng đám đông, người ta theo dệt những chuyện tày trời, vẽ vời những tình tiết kinh thiên động địa để hãm hại, khử trừ nhau. Miệng đời đáng sợ và nguy hiểm ấy cũng đã dập vùi Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người cách đây hơn 2.000 năm. Sau phép lạ Đức Giêsu làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết, các lãnh đạo Do Thái quyết định phải thực hiện càng sớm càng tốt việc giết Đức Giêsu. Vì theo họ, nếu không làm gì mà cứ để ông ấy tiếp tục thì mọi người sẽ tin vào ông ấy. Họ sợ để Đức Giêsu tiếp tục giảng dạy, chữa bệnh và làm nhiều phép lạ thì họ sẽ mất hết dân và tương lai của họ sẽ bị đe dọa trầm trọng. Nhận rõ mức độ nguy hiểm từ Đức Giêsu đối với cơ đồ của mình, những thủ lãnh Do Thái hoạch định một âm mưu lợi hại, sử dụng đám đông bằng tạo dư luận quần chúng. Nắm bắt tâm lý đám đông thích những tin động trời, giật gân và khả năng truyền tin rất nhanh chóng, hữu hiệu, các thượng tế và kỳ lão cũng như đám Pharisêu đã hợp đồng tác chiến bằng tung tin tạo dư luận quần chúng với luận điệu nghe ra rất yêu dân yêu nước, tốt đời đẹp đạo. Nếu ông Giêsu tiếp tục gây rối loạn thì người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Tin đồn này rất ăn khách vì gây sợ hãi phẫn nộ trong dân, nên đám đông truyền tin dữ này cho nhau với một vận tốc cực kỳ nhanh. Đó là lý do đám đông đã không còn ai bênh vực Đức Giêsu trước tòa án Philato. Tạo dư luận là việc làm cần thiết trong bất cứ mặt trận tranh đấu nào. Dư luận là tiếng nói của đám đông, là ý nghĩ của đám đông, cho dù ý nghĩ và tiếng nói ấy hầu như không mang nhiều phần trăm của sự thật. Sở dĩ dư luận được hình thành nhanh chóng và dễ dàng là vì giữa đám đông ai cũng nói được mà không mang trách nhiệm về những gì mình nói, ai cũng tung tin được mà không sợ bị phạt, bởi người có trách nhiệm trong đám đông là đám đông. Một đám đông không căn cước, không chứng minh nhân dân, không hình không dạng, mặc dù có đủ mọi thứ mọi sự. Dư luận là một dòng sông mà trên đó ai cũng xả những gì mình muốn, mà không can dự gì đến vấn đề làm ô nhiễm dòng sông. Dư luận là những thanh âm hỗn mang của nhiều người, rất nhiều người, nhưng lại không người nào nhận ra tiếng nói của người nào, kể cả tiếng nói của chính mình. Vì thế mà dư luận như vết dầu loang rất nhanh, rất rộng, chiếm cứ đất sống của đám đông và biến đám đông thành sân chơi của mình mà vẫn chân cháo không bao giờ nhận bất cứ trách nhiệm nào. Ý thức mức độ lợi hại của dư luận, người ta khai thác triệt để dư luận bằng thổi vào đám đông những thông tin, tư tưởng được bào chế sẵn để phục vụ một mục tiêu, như các lãnh tụ Do Thái đã tải vào đám đông ô hợp quần chúng lười suy nghĩ ý tưởng quân Roma sẽ tàn phá thành thánh và tiêu diệt dân tộc Do Thái nếu không khẩn trương trừ khử tên phiến loạn Giêsu, người làng Nazareth. Chỉ cần một tin động trời này thôi, đám đông sẽ xé ra to, thổi cho phòng và tạo nên nỗi sợ công cộng, làm thành nỗi lo quần chúng rất lớn lao, trải rộng và có sức gây nên cao trào mạnh như vũ bão, sóng thần, quét sạch những gì chặn đường cản lối.
Đám đông tạo ra dư luận vì dư luận là luận cứ của đám đông. Nhưng đám đông không suy nghĩ, chọn lọc, nên luận cứ ấy thường sai lạc, hồ đồ, mang lại hậu quả tiêu cực. Dư luận sai vì thường dư thừa, vượt quá khổ sự thật. Dư luận mơ hồ vì ai cũng thích có dấu ấn của óc tưởng tượng phong phú. Dư luận như bong bóng thổi phồng vì là tác phẩm vô tội vạ của những cửa miệng to rỗng. Dư luận nghèo nàn vì sự thật luôn bị cắt xén, đục khoét. Dư luận thường nặng mùi vì là thùng rác để ai nấy được tự do trút bỏ những dơ bẩn, nhớp nhúa của chính mình. Dư luận căng thẳng vì là tấm kính phản chiếu những ẩn ức đen tối của nội tâm nổi sóng. Dư luận tàn nhẫn vì bộc lộ nguyên hình bản năng thống trị. Dư luận bất công vì vô cảm, vô ý thức. Dư luận đột biến, đột hiện vì không nền tảng căn cứ, mốc chốt. Dư luận làm chết người vì chẳng thân quen, ơn nghĩa với ai. Sau cùng, dư luận là tiếng nói, có khi đục khi trong, khi trầm khi bổng, khi ngọt ngào thơn thớt, khi cay đắng đe dọa. Tiếng nói đó có khi thỏ thẻ thì thầm, có khi rù rì lao sao, có lúc ồn ào the thé. Ở thanh lượng và nhịp độ nào, dư luận cũng vẫn là tiếng nói của đám đông, không mấy đáng tin, không nhiều khả năng tư duy, nhận định, không đủ nhạy bén cảm thông và không công bình nhân ái. Chính vì thế, bất cứ ai bị dư luận chọn làm đối tượng đều ít nhiều xiềng liếng, sất bất sang bang, có người gục ngã, không đủ sức gượng dậy. Đức Giêsu đã là nạn nhân của dư luận. Đám đông không trái tim, không đầu óc, đã muốn nói gì thì nói, muốn gắn cho Ngài nhãn hiệu nào cứ thoải mái gắn mà không ngại ngùng, do dự, đắn đo, bởi tâm hồn đã nên chai đá và trí khôn tăm tối, mù lòa bởi bóng tối ích kỷ. Tin mừng Luca ghi lại lời Đức Giêsu nói về những làn sóng dư luận lúc bấy giờ. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo, đây là tay bợm nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Dư luận thật bất công với Đức Giêsu, cũng như đã xuyên tạc về Gioan Tẩy Giả khi chụp cho ông chiếc mũ quỷ ám to đùng. Dư luận tàn nhẫn với Đức Giêsu khi biếm họa một anh Giêsu nát rượu, say xỉn ngày đêm, la cà đầu đường xó chợ với phường tội lỗi đĩ điếm trộm cướp. Dư luận quả không thân thiện chút nào với Đức Giêsu khi mỉa mai khinh mạn Ngài là con ông thợ mộc ở xóm nhỏ Nazareth. Dư luận rất ác độc với Đức Giêsu khi lên án Ngài đã dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Dư luận rất khắt khe với Đức Giêsu khi chửi rủa Ngài là kẻ phá luật ngày Sa-bát của Mô-xê khi Ngài làm phép lạ chữa một phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm trong ngày Sa-bát. Dư luận cũng quyết ăn thua đủ với Đức Giêsu khi phủ nhận Ngài là con Thiên Chúa và ném đá Ngài vì cho rằng Ngài phạm thượng. Dư luận thường thấy đó hồ đồ, vô cảm, ác độc, nên dư luận chiếu tướng ai thì người đó phải trăm cơ ngàn cực. Nhiều người tự nhủ sẽ không sợ dư luận, kể cả mạnh dạn tuyên bố bất chấp dư luận, đạp trên dư luận mà đi, cưỡi trên dư luận mà sống. Nói thì nói thế thôi, như để tự an ủi và tự phấn chấn chứa thực lòng. Không ai có thể bình yên vô sự trước dư luận, vì không ai mình đồng ra sắt để không cảm thấy đau đớn nhục nhằn, chao đảo trước những roi đòn, tên đạn dư luận. Không ai có thể cao ngạo cho rằng mình đứng vững như kiềng ba chân trước búa rìu dư luận, bởi con người có trái tim bằng thịt, nhạy cảm, rướm máu, dễ tổn thương, tạo áp lực đám đông. Khi đã tạo được dư luận trong quần chúng thuận theo ý đồ của mình, các thượng tế, kỳ lão và pharisêu liền chuyển sức mạnh của tiếng nói dư luận sang sức mạnh của tiếng hét hành động. Cả hai tiếng nói hay tiếng hét đều là tiếng. Một bên là dư luận vì còn là tiếng nói, một bên không còn là tiếng nói nhưng trở thành tiếng hét rợn rùng, tiếng la sắt máu dẫn đến hành động tàn bạo mà ta gọi là áp lực đám đông. Áp lực đám đông được thành hình khi dư luận được châm ngòi đốt cháy thành hành động. Nghĩa là đám đông không chỉ còn sầm sì, bàn tán to nhỏ hay xôn xao theo dệt cắt xén, thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn ly kỳ,
nhưng trở thành tiếng hét đòi nợ máu, tiếng la đòi ân oán sòng phẳng, tiếng gào máu nó đã đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Trước tòa án Philato, đám đông không còn e dè, ngại ngùng và chút ít liêm sỉ để ghìm mình trong ranh giới của dư luận, nhưng đã vượt rào, nổ tung, đẩy dư luận thành áp lực, tức sức mạnh hành động được khởi đi và hướng dẫn bởi dư luận. Vì thế, Đức Giêsu đã bị đẩy lên thập giá làm tên tội phạm đáng nguyền rủa và tên phiến loạn nguy hiểm đáng giết. Dư luận hôm qua tuy gay gắt bất lợi, nhưng dù sao cũng chưa đốt cháy sự có mặt của Đức Giêsu trong cuộc đời. Nhưng hôm nay, trước tòa án Philato, thì đám đông ấy không chỉ dừng ở ranh giới dư luận luận dư, trái lại đã cuồng nhiệt la hét đòi đóng đinh Giêsu, cuồng tín chỉ rủa Giêsu tên phạm thượng đã dám tự xưng mình là con Thiên Chúa, cuồng si đòi máu Giêsu để rửa sạch lời nguyền dữ, cuồng bạo lôi Giêsu đi đánh đòn, vác thập giá đến nơi hành hình. Trước mặt Philato, đám đông đã đồng loạt mồm loa mép giải vu cáo. Chính hắn đã xúi dân nổi loạn để tạo áp lực quần chúng trên Philato bằng la lối inh ỏi, gào thét vang dội, làm hoảng loạn tinh thần của quan tổng trấn. Phải công tâm nhận rằng, ở vào vị thế của Philato, sẽ khó có ai dám từ chối yêu sách của đám đông đang lên cơn hung dữ vì bị kích thích và đầu độc bởi những chuyên viên sách động gây cao trào tạo sóng gió. Philato phải sợ và nhượng bộ áp lực quần chúng biểu hiện qua cơn bão hò hét, la ó, chửi rủa. Ông không thể làm gì khác hơn vì sự nghiệp quan lộ và cả sinh mạng của ông. Ông linh tính thấy tất cả sẽ tiêu tan nếu ông chống lại cơn sóng thần áp lực quần chúng dữ dội này. Bạo lực của ngôn ngữ, bạo lực của tiếng nói, bạo lực của âm thanh đã góp phần rất lớn làm nên bản án tử hình Đức Giêsu, người vô tội, như bao người vô tội trong suốt lịch sử nhân loại đã phải câm lặng ngã gục trước những hò hét, la ó, đả đảo long trời lở đất của đám đông thiển cận, cục bộ, lười biếng, a-dua, nhẹ dạ. Tội ác của miệng lưỡi là thứ tội ác độc ác nhất, bởi lời nói điêu ngoa, gian dối đi thẳng vào tai, làm hoen úa tâm hồn người khác, và những lời độc địa, phá hoại thường không bị ngăn trở bởi rào cản nào, nhưng vào thẳng trái tim người nghe, bởi người ta có thể nói với nhau bằng nhiều kiểu, nhiều cách, và kiểu cách nào cũng hữu hiệu, mau chóng lọt vào tai, rót xuống hồn, nên nói để hại người thì người khó tránh khỏi gian nan, nói để giết người thì người mang nhiều rủi ro, mất đất sống, mất cửa sinh, nói để làm người đau đớn thì làm sao người tránh khỏi đớn đau. Miệng lưỡi là con dao hai lưỡi, yêu thì như trăng như sao, đưa nhau lên cao, nhưng ghét thì tận đáy vực sâu. Bất hạnh là quà tặng dành cho đời nhau. Đức Giêsu là nạn nhân của tiếng nói nhân dân, của dư luận quần chúng, của bạo lực đám đông, của sức mạnh đoàn lũ. Không có sức mạnh tiếng nói này, không chắc các thượng tế kỳ lão và Pharisêu đã có thể thuyết phục được Philato giao Đức Giêsu cho họ đem đi đóng đinh. Và như thế, ý đồ của họ sẽ không bao giờ được thực hiện. Vào thời buổi A Còng, tiếng nói đám đông, dư luận quần chúng còn ngàn lần mạnh hơn, khi phương tiện truyền thông ngày càng tiện lợi, nhanh chóng. Chỉ cần một nháy mắt là tin đồn được tung kín, dày đặc mạng, và dư luận đám đông là khí giới vô cùng lợi hại. Một trang mạng có uy tín có thể trở thành người hướng đạo tốt cho dư luận, nhưng một trang mạng xấu sẽ gây tổn thất nặng nề cho nhiều người, và hậu quả xấu sẽ mãi đè nặng trên xã hội. Đức Giêsu đã không nói gì trước đám đông mồm loa mép giải. Thái độ của Ngài nhắc chúng ta phải thận trọng trong lời nói, vì lời nói là vũ khí lợi hại, có thể xây dựng nhưng cũng có khả năng tàn phá. Lời nói mang lại bình an nhưng cũng gây nên bất hòa. Lời nói mở lối thiên đàng nhưng cũng mở cửa hỏa ngục. Và nếu Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa và lời tha thứ, thanh tẩy, ban bình an và sự sống đời đời, thì miệng lưỡi của chúng ta cũng không được ra ngoài quỹ đạo cứu độ thánh thiện ấy. Đức Giêsu cũng đã không trả lời gì trước dư luận bất công và đám đông nhiều lời to tiếng đang vu oan nguyền rủa đả đảo Ngài. Thái độ yên lặng đã là câu trả lời cần thiết, vì Ngài tin vào sức mạnh giải phóng của sự thật và sâu thẳm phong phú của mầu nhiệm thời gian.
Các môn đệ của Ngài cũng học ở Ngài bài học thinh lặng quả cảm ấy, khi bị đám đông cả vú lấp miệng em, lấy dư luận làm bạo lực trấn áp. Đức Giêsu đã không hé môi đấu khẩu, trả đũa dư luận xuyên tạc bịa đặt, bôi nhọ thanh danh Ngài. Ngài muốn chúng ta noi gương nhẫn nại chịu đựng và tha thứ anh hùng. Chỉ có đức yêu thương mới giúp chúng ta vượt qua thử thách này để có thể cầu xin như Ngài: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Miệng đời tiếng đời phát xuất từ tình đời đổi trắng thay đen, là gai nhọn châm chích ngày tháng bình an. Bên cạnh là tiếng chì tiếng bấc, những lời thị phi vô trách nhiệm, đầy ác ý, thuần vô cảm, làm xáo trộn đời người và làm cho hồn người quặn đau thất vọng. Người môn đệ của Đức Giêsu vì thế luôn được mời gọi sống lời ban sự sống thật, hạnh phúc thật, bình an thật. Vì lời Thiên Chúa là sự thật và là chính ngôi lời của Thiên Chúa, Đức Giêsu. Bùng lên trong tim ngủ quên. Người như cơn bão, đến trong đời tôi, đến lốc xoáy, chuyển xoay đời tôi, Giêsu bao tôi lòng tôi, Giêsu bao tôi tình yêu. Người làm cho lòng tôi ngã nghiêng, người làm cho hồn tôi khát yêu, cho bao sôi ngược dòng, người làm con tim tôi đau nhói vì những ích kỷ nhỏ nhen. Lập hồn tôi bằng muôn thứ tha, đổ vào tim lời yêu thiết tha, người đổi mới đức tin mù loà, nhuộm hồng con tim đen heo úa sáng màu tình thương. Lập hồn tôi bằng muôn thứ tha, đổ vào tim lại yêu thiết tha,